chào mọi người á, thì mình là Ngọc đây. Đấy, thì mọi người đã biết là chuyện vừa qua là Ngọc đã cố gắng hết sức để Ngọc níu kéo anh Toại vì em bé, để Ngọc níu lại một chút tình cảm của anh. Nhưng mà các bạn thấy, ngày nào Ngọc cũng xuống, Ngọc chịu đựng người các thứ anh dày vào Ngọc, Ngọc vẫn không bỏ gì, tại vì Ngọc hiểu cho anh, tại vì anh bị stress là công việc của anh rất là nhiều. Thời gian anh ở nhà không có luôn mọi người, nhưng mà Ngọc vẫn cố để Ngọc níu kéo. Nhưng mà mọi người phải biết là ai cũng phải có giới hạn chịu đựng của mình. Ngọc thì Ngọc không phải chịu đựng nữa rồi. Bây giờ Ngọc đã phải nhịn nhục bao nhiêu lần, người ta bảo là quá tam thì ba bận. Đây Ngọc không biết bao nhiêu lần luôn. Ngọc hồi xưa yêu thì Ngọc còn được, còn có tiếng nói, Ngọc còn nói được anh. Nhưng bây giờ tất cả Ngọc nhận lại là toàn những cái gì anh toàn nói những cái gì. Mà hôm nọ Ngọc đi siêu âm về thì rõ ràng là em bé nhìn thấy rõ, anh ấy nhìn rõ là mặt em bé rồi, ảnh yếc các thứ có tên tuổi rồi đủ cả. Nhưng mà Ngọc cầm về thì anh lại lúc thì là người yêu cũ, thằng Hùng Lào ấy là người yêu cũ, anh lại lấy lý do đấy. Thế xong rồi mình vẫn nhịn, tại vì mình nghĩ là chắc người ta trêu mình thôi, không sao đâu, cứ cố gắng một hai lần nữa, đợi một hai lần nữa rồi em bé nó nhìn rõ mặt rõ nét để cho anh Toại biết là anh nhận ra, thì anh ấy xin lỗi thì nó không sao. Nhưng mà đến hôm kia thì Ngọc cho anh Toại xem được video với lại bằng chứng, thì anh ấy lại bảo là giống anh Tuyền. Xong rồi anh ấy không nhận, rồi giống hết thằng này đến thằng nọ. Bây giờ Ngọc thử hỏi xem, Ngọc yêu như 4 năm rồi mà anh ấy cứ nghĩ Ngọc là giống hết người này người lọ. Thì vừa lấy là Ngọc quyết định. Bây giờ Ngọc sẽ không cần anh Toại nữa, mình cũng không líu, không kéo, không giằng co gì nữa, mà anh không nhận em bé của mình cũng được. Bây giờ trước Ngọc còn sợ, Ngọc còn thế này thế kia, nhưng bây giờ sợ Ngọc chịu đựng không thể nào chịu đựng nổi nữa. Ngọc sẽ một mình nấu em bé, và giờ Ngọc sẽ mới hôm nữa Ngọc sẽ ở tạm ở nhà bạn của Ngọc 1-2 hôm, sau đó thì Ngọc sẽ chuẩn bị tinh thần để Ngọc về Ngọc nói với gia đình bên Ngọc. Còn riêng anh Toại thì mình sẽ không có thứ cho anh Toại nữa, tại vì các bạn cũng biết là bao nhiêu lần rồi mình không thể nào mà chịu được nữa. Thì giờ Ngọc về nhà anh Toại để Ngọc lấy nốt đồ đạc quần áo của Ngọc. Thì vừa Ngọc vào thì Diễm chắc nó đi vệ sinh ấy, để giờ Ngọc gọi xong rồi Ngọc gửi Diễm đưa Ngọc cái tờ giấy này cho anh Toại. Diễm ơi à, tôi bảo thế ở lại ăn cơm xong rồi đi. Diễm nhận rồi cô. Thế bây giờ cháu phải ăn cơm rồi mới đi chứ, chưa đi. Đi. Bây giờ mọi người mình sẽ cần đi về đi. Giờ muộn rồi Diễm.